Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Đức, thợ rèn Phúc Sen. Trong video hôm nay, mình sẽ quay quá trình hoàn thiện một cán dao chopper. Đến cuối video sẽ là quy trình test độ sắc bén của lưỡi dao bằng tờ giấy. Còn độ cứng của lưỡi dao mình sẽ test bằng phi sắt 6. Chúc tất cả các bác có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ. Các bác nhớ follow và thả tim cho em nhé. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thách như dòng dòng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chưa đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em nhớ tin người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bé cho in một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời thương. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sông sâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta, ai biết có sai lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Lòng sâu tùy dòng, làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào đuông trăng.